Chào mừng các bạn đã trở lại với Sao Đỏ TV. Trong câu chuyện tối ngày hôm nay ngày 9 tháng 3, chúng ta sẽ tiếp tục tới với một loại vũ khí trên trời. Thứ vũ khí mà khi nhắc tới, phải nói rằng nước Mỹ nổi tiếng hơn Nga về quả này. Đó là những quả bom. Vâng, bom, bom Mỹ, bom dân chủ, bom của thế giới tự do đã trải khắp các cuộc chiến tranh xâm lược trong thế kỷ 20 đến thế kỷ 21. Có thể nói tới lĩnh vực phát triển bom hàng không, Mỹ nổi tiếng hơn Nga rất nhiều. Có nhiều giải pháp hay hơn hẳn, đặc biệt là với bom thông minh, họ có những bước tiến vượt bậc, không chỉ bom gắn trên máy bay mà với cả bom phóng từ mặt đất. Sự tiến bộ tới từ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ khi họ phát động chiến tranh, duy trì chiến tranh và xung đột. Dĩ nhiên, nói như vậy, chúng tôi không phải là bênh vực rằng Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine là đúng. Chúng tôi cũng nghiêng về quan điểm của tướng Nguyễn Chí Vịnh, nói như thế chắc là đủ để các bạn hiểu. Nhưng với quan điểm của Sao Đỏ TV, thứ mà chúng tôi muốn đề cập chủ yếu là yếu tố kỹ thuật quân sự, xin lưu ý giúp cho. Tại sao lại nói về bom Mỹ vào lúc này? Vì mới đây, tướng James Hunter, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, đã tuyên bố một tin sốt dẻo. Họ đã chuyển giao cho Ukraine bom thông minh ZDAM-R. Đặc biệt, tướng Mỹ còn khẳng định Ukraine đã sử dụng bom tầm xa chính xác cao ZDAM-R trên chiến trường sau khi được Washington cung cấp vài tuần trước đó. Đây thực sự là một tin không vui đứng trên phương diện của lực lượng vũ trang Nga, vì giờ đây, các tiêm kích thời Liên Xô tiếp tục nhận thêm khả năng tấn công chính xác cao, có thể gây thiệt hại không nhỏ đối với các lực lượng Nga, đặc biệt ở vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát. Vậy, ZDAM là loại bom như thế nào? Nó có nguy hiểm hay không? Vâng, rõ ràng đã là bom thì sức công phá của nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn nữa với ZDAM-R, đó là độ chính xác của nó. Đó là một quả bom thông minh đặc biệt nguy hiểm đã được quân đội Mỹ sử dụng trong hơn 20 năm qua ở khắp các chiến trường, tập trung chủ yếu ở Trung Đông. Thực ra, ZDAM không phải chỉ một quả bom mà chính xác hơn, nó được gọi là kit, tức bộ phụ kiện dẫn đường, có thể biến các quả bom không điều khiển, hay chúng ta thường gọi vui là bom ngu thành bom thông minh, bom có điều khiển. Đây là một phương án rất hay của Mỹ, tiết kiệm chi phí so với việc sản xuất nguyên một quả bom thông minh thì chỉ cần cải tạo kho bom ngu sẵn có với số lượng hàng triệu quả chuyển thành bom dẫn đường chính xác cao. Điều quan trọng, bộ kit này phù hợp với nhiều loại bom, từ bom 230 cân tới bom 910 cân. Nghĩa là khi cần, nước Mỹ có thể huy động tới cả triệu quả bom thông minh, một giải pháp phải nói rằng cực hay, cực khôn ngoan và thông minh. Ước tính, từ năm 1998 tới tháng 11 năm 2016, tập đoàn Boeing đã hoàn thành hơn 300.000 bộ kit ZDAM. Trong năm 2017, công ty này tiếp tục sản xuất hơn 130 bộ kit mỗi ngày. Tính tới tháng 2 năm 2020, 430.000 bộ kit đã được sản xuất. Một con số phải nói là khổng lồ và chi phí một bộ kit dẫn đường như vậy chỉ tiêu tốn đâu đó 25.000 đô, rẻ hơn nhiều so với việc sản xuất bom thông minh hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, đây là giá bán nội địa, hàng xuất khẩu có thể cao hơn. Vậy, ZDAM ra đời như thế nào? Nước Mỹ đã phát triển ZDAM ra sao? Nguyên lý hoạt động của nó và điều quan trọng, nó có thể tích hợp lên hệ máy bay Nga-Xô của Ukraine hay không? Hay là lại phải thả mù như cách mà họ đang dùng với AGM-88 HAM khiến hiệu quả sử dụng như ném tiền qua cửa sổ? Trước hết, ZDAM là tên viết tắt của cụm từ Joint Direct Attack Munition, có thể dịch ra là đạn tấn công trực tiếp của liên quân. Vì sao lại gọi như vậy? Hãy ngược dòng lịch sử về cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Mặc dù đó là cuộc chiến mà nước Mỹ áp đảo hoàn toàn và giành thắng lợi tuyệt đối, hủy diệt một quân đội Iraq hùng mạnh với thiệt hại thấp nhất. Dù vậy, với không quân Mỹ khi đó, họ nhìn ra một vấn đề lớn đối với mình, đó là hiệu quả sử dụng bom thông minh khi đó không tốt, bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết. Công nghệ dẫn đường laser cho bom hàng không phát triển từ thời chiến tranh xâm lược Việt Nam trải qua nhiều cải tiến nhưng không khắc phục triệt để điểm yếu của chùm tia laser. Đó là việc laser chịu ảnh hưởng lớn của khí hậu, thời tiết. Nó chỉ chính xác trong điều kiện bầu trời quang đãng, nắng vàng rực rỡ hoặc nắng như đổ lửa. Còn trong điều kiện có bụi, khói, sương mù, mây tre, chúng gặp khó khăn trong việc khóa mục tiêu. Lúc bấy giờ, người ta bắt đầu tính tới các giải pháp dẫn đường mới, trong đó bao gồm cả việc sử dụng công nghệ định vị vệ tinh GPS còn rất mới mẻ. Thời điểm đầu thập niên 90, có rất ít vệ tinh GPS hoạt động và ý tưởng sử dụng hệ định vị toàn cầu dẫn đường cho vũ khí theo thời gian thực chưa được thử nghiệm và đang gây tranh cãi. Để xác định rủi ro của việc ứng dụng GPS vào vũ khí, không quân Mỹ đã đề ra chương trình diễn khái niệm hoạt động của ZDAM tại căn cứ không quân X-Lynx. Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước Mỹ như Honeywell, Mardonnell, Douglas, Vertraft Technology đã được thuê để giúp không đoàn 46 không được Hoa Kỳ thử nghiệm tính khả thi của vũ khí GPS. Ngày 10 tháng 2 năm 1993, một tiêm kích F-16 đã lần đầu tiên thả thành công một quả bom dẫn đường GPS GBU-15 vào mục tiêu cách 27 cây số.
5 vụ thử nữa đã được thực hiện trong nhiều điều kiện và cho ra con số chính xác trong bán kính 11m, ấn tượng cực kỳ. Năm 1997, bộ kit ZRAM đầu tiên được chuyển giao cho không lực Hoa Kỳ để tiếp tục thử nghiệm trong giai đoạn 1998-1999. Quá trình thử nghiệm này tiếp tục tiêu tốn hơn 450 bộ kit ZRAM với độ tin cậy trên 95%, độ chính xác trong vòng 10m. Ngoài việc thử nghiệm tham số, người ta còn thực hiện các bài kiểm nghiệm ZRAM cho các điều kiện thời tiết mây mù, mưa tuyết, gió bão, qua đó đảm bảo rằng vũ khí hoạt động chuẩn xác trong mọi điều kiện ngoại cảnh. ZRAM và oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã xuất kích lần đầu tiên trong chiến dịch của NATO không kích Cộng hòa Liên bang Nam Tư năm 1999. Tổng cộng, trong cả chiến dịch, B-52 đã ném 651 quả ZRAM với tỷ lệ tin cậy 96%, đánh trúng 87% số mục tiêu. Với sự thành công này, chương trình ZRAM sau đó được mở rộng sang việc trang bị bộ kit cho nhiều cỡ bom từ MK-82 230 cân sang loại MK-83 450 cân, không chỉ dừng ở tấn công mục tiêu cố định, không quân và hải quân Hoa Kỳ còn tìm kiếm việc phát triển ZRAM để tấn công mục tiêu di động. Về mặt chi phí so với hiệu quả mang lại, ZRAM được đánh giá là không đắt so với tên lửa hành trình. Ước tính, chi phí ban đầu là 40.000 đô một bộ kit, tuy nhiên sau đấu thầu, hợp đồng được ký với Boeing với giá giao hàng chỉ là 18.000 đô một bộ, thời giá năm 1999, sau tăng lên 21.000 đô năm 2004 và 27.000 đô năm 2011. Ngoài chi phí bộ kit, cần phải cộng thêm chi phí của việc dùng thân bom MK-80 series, ngòi nổ và cảm biến tiệm cận, đưa tổng chi phí một quả bom thông minh lên 30.000 đô nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với Tomahawk có giá gần 730.000 đô. Một bộ kit chuyển đổi bom ngu thành bom khôn sẽ bao gồm bộ phận đuôi với các cánh điều khiển khí động lực học, phần thân bom lấy từ series bom MK-80 và hệ thống định vị quan tính INS kết hợp với bộ điều khiển thu tín hiệu vệ tinh GPS. Với series bom MK-80, trung bình kích thước chiều dài các loại bom từ 230 đến 910 cân sẽ rơi vào mức 3,02 tới 3,89m, sải cánh 500 tới 640mm. Sau khi thả, tùy từng độ cao ném, bom có thể bay lướt trên không tới 28 cây số trước khi rơi trúng mục tiêu. Với phiên bản bom tăng tầm ZRAM R ra mắt hồi năm 2009, người ta trang bị thêm một cặp cánh để tạo ra một quả bom lượn thông minh có thể bay trên không tới 80 cây số nếu được phóng từ độ cao 11.000m. Việc tích hợp bom ZRAM lên các nền tảng chiến đấu cơ bao gồm tiêm kích, cường kích và máy bay ném bom chiến lược được coi là đơn giản và khá dễ dàng. Nguyên lý hoạt động chung của bom ZRAM, trước khi máy bay cất cánh, kế hoạch chiến đấu được lập trình sẵn và được cài đặt vào hệ thống máy tính trên chiến đấu cơ. Kế hoạch này bao gồm cả việc đưa bom vào trạng thái chiến đấu, các số liệu về tọa độ mục tiêu, phạm vi hoạt động của bom. Khi máy bay đến khu vực ném bom, máy chủ sẽ nhận biết bom được phóng ra. Việc thu tín hiệu được thực hiện bằng hệ thống máy thu GPS gắn sẵn trên bom. Trong quá trình rơi tự do, GPS luôn nhận biết được tọa độ của nó ở thời điểm bất kỳ và so sánh với tọa độ mục tiêu, phân tích, truyền tín hiệu đến bộ điều khiển bay. Bộ điều khiển bay thay đổi cánh lái, dẫn bom đến mục tiêu. Ngoài ra, việc phóng bom có thể được nhập ngay trên máy bay từ thiết bị chỉ thị mục tiêu gắn ngoài như Lightning II hoặc Sniper. Các khí tài gắn ngoài này được tích hợp cảm biến hồng ngoại độ phân giải cao, hiển thị hình ảnh mục tiêu cho phi hành đoàn. Nó có khả năng tìm kiếm với trường quan sát rộng và khả năng thu nhận, ngắm mục tiêu trong trường quan sát hẹp. Đây là một giải pháp bổ trợ cho hầu hết các máy bay chiến đấu đối với việc sử dụng hệ vũ khí đối đất, sử dụng cơ chế dẫn đường hồng ngoại, laser và cả GPS. Điều hay ho là không có giới hạn nào cho việc tích hợp các khí tài gắn ngoài này. Nó có thể mang cả trên hệ máy bay Nga Xô như Su-27, Su-30, Mi-29, thậm chí phiên bản nâng cấp Mi-21 Lancer của Romania cũng có thể triển khai ZRAM. Do đó, việc tích hợp bom ZRAM cho máy bay Su-25, Su-27 và Mi-29 của Ukraine có thể coi là khả thi và dễ dàng, nhất là khi có sự hỗ trợ hết mình từ Mỹ. Điều quan trọng, tọa độ mục tiêu, thứ cần thiết để tấn công chính xác sẽ do Mỹ hỗ trợ. Phi công Ukraine chỉ việc nạp tham số, phóng bom, phần còn lại ZRAM sẽ tự lo. Ở chế độ chính xác cao nhất, hệ thống ZRAM có thể cung cấp độ chính xác về bán kính lệch mục tiêu chỉ trong vòng 5m trở xuống khi có tín hiệu GPS. Nếu tín hiệu GPS bị kẹt hoặc mất tạm thời, bán kính lệch mục tiêu vẫn đạt 30m hoặc thấp hơn trong thời gian bay tự do lên tới 100 giây. Việc sử dụng vũ khí dẫn đường GPS đã thực sự mang lại một số cải tiến cho cuộc chiến không đối đất. Thứ nhất, vũ khí GPS không bị giới hạn bởi khí hậu, thời tiết, không bị ảnh hưởng bởi mây mù, sương khói và vật cản nhân tạo. Các vũ khí dẫn đường chính xác trước đây dựa vào thiết bị tìm kiếm sử dụng khí tài hồng ngoại, ánh sáng trực quan hoặc laser phản xạ để nhìn thấy mục tiêu. Những phương án này chịu ảnh hưởng khi mục tiêu bị che khuất bởi sương mù, mây ở độ cao thấp, mưa và khói bụi. Nhất là trong điều kiện thời tiết mùa đông vốn đầy mây mù, mưa tuyết ở Ukraine hiện nay thì ZRAM sẽ là thứ cực kỳ hữu hiệu. Thứ hai, vũ khí GPS mở rộng khu vực chấp nhận phóng,
Hiểu nôm na, khu vực này là vùng mà máy bay phải ở bên trong để phóng vũ khí. Với vũ khí dẫn đường chính xác cao dùng laser hoặc khí tải quang truyền hình có những hạn chế nhất định đối với đường bao phóng do trường nhìn của thiết bị chỉ định mục tiêu. Một số hệ thống vũ khí dẫn đường như bom Pathway phải được phóng xa cho mục tiêu phải nằm trong tầm nhìn của khí tải chỉ thị trong suốt quỹ đạo bay. Điều này đặt máy bay mang phóng vào tình trạng nguy hiểm. Hạn chế này được cởi bỏ trong một số hệ thống khác như bom GBU-15. Loại bom này ngoài đầu tự dẫn hậu ngoại có thể kết hợp phương thức dẫn đường thủ công, lái đạn kết hợp với đầu dẫn quang truyền hình. Theo đó, với các máy bay hai chỗ ngồi như F-15E, F-111 có thêm vị trí của sĩ quan điều khiển vũ khí, phi công điều khiển vũ khí sẽ làm nhiệm vụ lái đạn tới mục tiêu. Dĩ nhiên, việc sử dụng sĩ quan điều khiển vũ khí yêu cầu liên kết dữ liệu giữa vũ khí với máy bay, đồng thời yêu cầu máy bay điều khiển phải ở trong khu vực phóng đạn, đảm bảo miễn là bắt được tín hiệu và lái đạn bằng tay. Điều này đặt ra tình huống xấu cho máy bay mang phóng, lọt vào tầm hỏa lực sát thương của đối phương. Ưu điểm thứ ba đó là khả năng bắn và quên thực sự, trong đó vũ khí không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào sau khi phóng. Điều này cho phép máy bay mang phóng rời khỏi khu vực mục tiêu và tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Một khả năng quan trọng nữa được cung cấp bởi hệ thống dẫn đường GPS đó là tính năng điều chỉnh hoàn toàn quỹ đạo chuyến bay để đáp ứng các tiêu chí khác ngoài việc đơn giản là đánh trúng mục tiêu. Quỹ đạo bay có thể được kiểm soát để tác động vuông góc với bề mặt mục tiêu, tối đa hóa khả năng xuyên thấu. Dĩ nhiên, ZDAM không phải là không có điểm yếu, nói đúng hơn là không có vũ khí nào là bất bại, vô đối. Dẫu sao, độ chính xác mục tiêu còn phụ thuộc vào binh sĩ, đôi khi những hành động tưởng chừng hiển nhiên và vô hại lại đem tới đại họa. Có một sự việc như thế này, ngày 5 tháng 12 năm 2001, B-52 đã thả một quả bom ZDAM suýt nữa sát hại Hamid Karzai, một lãnh đạo phong trào chống Taliban, đang phối hợp tác chiến cùng lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Bối cảnh lúc đó, lực lượng của Hamid Karzai và đặc nhiệm Hoa Kỳ đang bị vây hãm bởi Taliban. Chỉ huy Mỹ đã yêu cầu không kích yểm trợ tấn công vị trí quân Taliban để giải vây cho họ. Ngay lập tức, pháo đài bay B-52 đã thả ZDAM, nhưng thay vì rơi xuống đầu Taliban thì lại đánh trúng vị trí của lính Mỹ và đồng minh, khiến 3 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Nguyên nhân sau đó được tìm ra là nhóm binh sĩ Mỹ trên thực địa đã thay pin máy thu GPS tại một số thời điểm, do đó khiến thiết bị reset và hiển thị tọa độ của chính nó. Không nhận ra điều này, nhóm binh sĩ vô tư gửi chính tọa độ nơi mình đang đứng cho B-52 và thế là quân ta đánh nhầm quân mình. Nói chung, thông minh thì thông minh, chứ thực ra thông minh nhất vẫn là con người, và nếu những con người thông minh mà sai lầm thì cụ tổ vũ khí thông minh cũng không cứu được. Do vậy, những sai lầm này được coi là không thể tránh khỏi, nó được xem là bài học đưa vào sổ tay lưu ý khi sử dụng bom ZDAM. Còn về hiệu quả nói chung, bom ZDAM được đánh giá cao về tính chính xác và chi phí bom so với hiệu quả mà nó mang lại. Thậm chí, vào năm 2010, Boeing đã bắt đầu nghiên cứu trang bị phụ kiện động cơ phản lực cho bom ZDAM để mở rộng tầm bay lên gấp 10 lần, hiệu quả về chi phí và độ chính xác tốt hơn tên lửa hành trình. Theo đó, người ta kết hợp thân của bom MK80 series với cặp cánh của ZDAM R và module động cơ, qua đó tạo ra tên lửa hành trình giá rẻ. Rồi thì, để tăng hiệu quả sát thương đối với nhiệm vụ tấn công tàu mặt nước, căn cứ hải quân, năm 2014, không quân Mỹ đã thử nghiệm việc trang bị cho thủy lôi Quickshire bộ kit ZDAM. Thực ra, Quickshire là một quả bom đa năng MK80 series với ngòi nổ được thay bằng thiết bị phát hiện mục tiêu sẽ kích nổ khi một con tàu di chuyển trong phạm vi sát thương. Trước đây, việc thả thủy lôi là một thách thức vì máy bay mang phóng phải bay thấp ở độ cao 150m, bay chậm ở tốc độ 590km/h, khiến nó dễ bị tấn công. Với Quickshire ZDAM, máy bay mang phóng có thể phóng thủy lôi ở độ cao tới 11.000m và lượn xa tới 74km. Qua đó, tăng khả năng sống sót cho máy bay, có thể thả tất cả thủy lôi trong một lần duy nhất, thay vì phải bay và thả nhiều lần, tiến hành phong tỏa nhanh và gọn hải cảng, cửa sông, cửa biển của đối phương. Phải nói rằng, thực sự ấn tượng đối với kỹ thuật bom thông minh của Mỹ, ở đây xin phép chỉ phân tích về mặt kỹ thuật, còn nói về lịch sử chiến tranh của bom Mỹ thì rõ ràng rồi, thành tích của nó được xây bằng máu và nước mắt của hàng triệu người.